lâu lâu lại set một cái gói phim hợp lý nhất cho anh em để cho anh em tham khảo nhá. Thì là phim cách nhiệt thì nó cũng có rất nhiều loại và rất nhiều gói phim. Nhiều anh em vừa lấy xe xong thì cũng đang rất là băn khoăn cũng như là chưa biết dán cái loại phim nào là nó hợp lý. Thứ nhất là nó sẽ đảm bảo về chất lượng, thứ hai là nó cũng phù hợp với lại cái tài chính mà mình muốn chi trả bỏ ra. Thì hôm nay em lại giới thiệu cho anh em một cái gói phim rất là vừa phải, rất là hợp lý và chất lượng rất là ok nhé. Đấy, hiện tại đây là một chiếc xe Toyota Wago, thì bên mình đang tiến hành dán phim kinh nhiệt. Xe này xe mới tinh từ hãng ra. Thì xe này mình dán cái gói phim là kính lái dán 31 Crystalline mã CR60. Đấy, với cái tổng tài chính kính lái hiện tại như cái dòng này là hơn 5 triệu, hơn 5 củ nhé. Còn lại ở kính sườn này là mình dán dòng phim Beko của Hàn Quốc. Đấy, kính sườn, 4 kính sườn và kính lưng, cái ô nhỏ này hoàn toàn là đều dán hết. Và một cái combo như một cái gói phim như thế này dán cho xe Toyota Wago và những cái dòng xe sedan khác thì đang có cái mức giá kính lái 3M kính sườn là Beko thì đang có cái mức giá là khoảng tầm hơn 8 triệu đồng. Và khi anh em đặt lịch thì bên mình sẽ có cái chương trình là chiết khấu cho anh em. Đó, giá lúc nào tốt nhất thị trường cho anh em. Vậy thì một cái gói phim vẫn đảm bảo là kính lái là hàng xịn và cái kính sườn là dòng phổ thông, và vẫn đảm bảo cho em thứ nhất về độ cách nhiệt để ngăn cả các tia hồng ngoại này, và giá thành nó chỉ tầm khi hoàn thiện xong chỉ hơn 7 củ thôi, hơn 7 củ khoan là anh có gói phim. Mà tất cả các tấm phim này bên mình sẽ bảo hành cho anh em 10 năm nhé. Xin nhắc lại bảo hành cho anh em 10 năm nhé, 10 năm bong chốc đổ dầu đổ phim ra đây hoàn toàn là giá mới luôn. Đó, đấy thì là mình vừa giới thiệu cho anh em một cái gói phim. Thứ nhất là bảo chất lượng, thứ hai là nó phù hợp với chi phí mà anh em muốn bỏ ra, tầm 7 đến 8 củ là anh em đã có ngay một cái gói phim đảm bảo chất lượng, nói chung là chính sách bảo hành ok và đặc biệt là chuẩn chính hãng anh em nhá.